Rồi, mình xin chia sẻ với các bạn thủ thuật rất là nhỏ nhưng mà đôi lúc mình hay quên đó. Cái mình vô mình cắt cái video hoài, nhắc hoài không được, mình cũng tức lắm. Thôi bây giờ hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thủ thuật rất là nhỏ, phải nói rất là nhỏ mà nó nhỏ đến nỗi mà mình nói các bạn không cần phải nhớ luôn mà mình quên hoài à. Sau đây mình xin cắt thử cái một cái đoạn video ngắn của mình ha. Nãy giờ mình mò biết bao nhiêu thời gian rồi, cũng 20 phút mình mới mò ra cái tính năng này. Trước giờ mình bị hoài, mình tức quá thôi mình làm cái video luôn đi, cần thiết mình nhớ luôn cho nó dễ. Rồi mình chia sẻ với các bạn, thì các bạn vô đăng nhập tài khoản YouTube xong rồi ha, các bạn vô trình quản lý video nè, vào cái mục video các bạn chọn cái video cần cắt ha, cần cắt các cái đoạn nào đó thì tùy các bạn, mà các bạn vào các bạn chọn cái đoạn đó mình cắt. Thì mình vô mới đây mình quên nữa hả, cho mình vô cài đặt nâng cao nữa các bạn ha, cài đặt nâng cao, cài đặt nâng cao rồi bây giờ mình cũng không thấy nó đâu luôn nè, thấy chưa, có nhiều cái nó đơn giản mà mình tìm hoài không được cái mình cũng tức lắm. Màn hình kết thúc mới phải cái này không ta, chắc nó đang xử lý tại nãy mình cắt rồi mà mình chưa có quay kịp video. Giờ mình ví dụ mình cắt cái video khác đó nha, bây giờ nó không có cái chỗ cái phần ở đây là chắc nó đang xử lý video mình đã cắt rồi rồi. Thì các bạn vào trình quản lý video vào mục video ha. À nè, nó đang chỉnh sửa nè, có nghĩa là mình đã mình lưu rồi nên nó đang nhớ các bạn ha. Rồi bây giờ mình vô cái chỉnh sửa cái video đầu tiên này đi. Rồi, video này là 4 phút 4 phút 42 giây. À, các bạn vào Mình sẽ tiếp tục. rồi các bạn thấy cái tính năng đây, các tính năng nâng cao đây, các bạn vào đây nó nằm trên cùng ha. Rồi cái góc phải mình nó Mình sẽ tiếp tục. có cái phần cái kéo mà, cắt sáng nè. À, chúng ta vào đây ha, click vào ha. Rồi Rồi, mình đây, sẽ tiếp tục test phần theo thông thường á thì mình kéo như thế này đấy, mình kéo tới đâu thì mình cứ nghĩ nó nằm trong cái khuôn khổ nào, cái thời gian nào mình cần thì mình sẽ cắt được nó, mà ai ngờ đâu nó bỏ những cái phần bên trái đây nguyên cái dọc dài như thế này nè đó. Đó, nó bỏ trơn, nó chỉ lấy cái phần giữa này mình chọn thôi. Mình xem tới xem lui hoài mà không thể nào mình biết nó lấy thì sao không biết. Đây mình dùm tách nó đi hà, đó thì mình sẽ bỏ cái phần này. Đó. Đó, không phải bỏ bằng đó mà nó lấy luôn bằng đó các bạn. Đây nè, mình hoàn tất cho các bạn xem. 4 phút mấy người ta giờ còn 5 giây à. Đó, thấy chưa? Mình cũng nhức đầu cho nó nhiều lần lắm. Thôi giờ mình trả về cái video gốc ha. Rồi. Thì Mình mình sẽ tiếp tục làm cho nó gọn lẹ một xíu, cắt. Đây. mình sẽ tiếp tục Mình ví dụ test ha. phần Đây. Mình ví dụ các bạn cắt ở cái đoạn nào đây, 1 phút 30 giây ha. Đây, đây thì các bạn muốn cắt ở cái phần này thì các bạn chọn ở đây, các bạn bấm chữ tách, chứ các bạn không có kéo cái thanh trượt như nãy nha, kéo thanh trượt như nãy là nó sẽ cắt cái phần mà bạn chọn, còn cái này thì bạn chọn cái thanh trượt dưới cùng này thì bạn sẽ tách theo cái ý mình muốn. Rồi bạn cứ cho nó phát thôi. À, đừng có click cái xóa đây nha, cái xóa đây là các bạn sẽ bỏ nguyên cái đoạn này luôn, bỏ nguyên cái đoạn đầu luôn, nên bạn cứ cho nó phát phát tiếp nè, phát tiếp nè. cái độ sáng như thế Rồi này thì các bạn có thể là học đó, bài thoải mái được ha, rồi ví các bạn dụ sẽ các bạn không ngưng bị ở 1 phút 40 giây. là bẻ cong nữa. Rồi rồi ví dụ các bạn ngưng ở phút 1 phút 40 giây này thì các bạn tắt tiếp thôi đấy. Thì bây giờ nó sẽ cho chúng ta xóa cái đoạn mà chúng ta vừa chọn, là cái đoạn đầu là 1 phút 30 giây đến 1 phút 40 giây, thì chúng ta cho nó chạy cái một khoảng như thế, rồi chúng ta bấm chữ ít ở đây là xóa cái đoạn này luôn. Rồi khi mà các bạn thấy cái dấu xuyệt ngang như thế này nè là xác nhận là ở đây đã xóa đúng cái đoạn này ha, thì còn lại là phía đầu như thế này đó, phía nền mờ này là nó sẽ lấy, phía trước và phía sau cái nền mờ này là cái đoạn là chúng ta sẽ giữ lại video gốc của mình, còn cái đoạn mà giữa này, cái đoạn mà xuyệt gạch này nè là nó sẽ xóa đi. Thì chúng ta bấm hoàn tất thôi, các bạn bấm hoàn tất thì các bạn có thể
test lại, kiểm sẽ tra tiếp lại tục cái video mà chúng ta đã làm coi nó chuẩn vấn chưa. đề Hồi để nãy dùng cho laptop. mình xóa ở cái đoạn là 1 phút 30 giây đây, bây giờ là 1 phút 28 giây, 27 giây chẳng hạn, mình nghe coi nó có đúng tới qua cái phần Dùng đó không cho hai đầu luôn. đó. Ok, mình để nằm xuống mình vẽ lên đó vậy. Rồi ha, nó đã cắt một Dùng đoạn cho rồi nó đó các quay bạn, về một hướng. nó cắt một đoạn rồi đó. Rồi nè. À, các bạn quan sát kỹ ha. Chúng ta cho nó quay về một hướng. Rồi. Đấy, quay về một hướng như thế Rồi, này. các bạn thấy mình cắt ổn rồi thì các bạn lưu thôi. Ở đây mình không lưu, do video này mình thấy ổn rồi nên mình không có cắt nữa ha. Thì các bạn xong thì các bạn bấm vào lưu tại chỗ video ở đây. Rồi, rồi nó sẽ xử lý. Tùy theo cái thời gian video các bạn nó dài hay ngắn mà nó xử lý nhanh hay chậm. Giống như cái video mà thứ hai của mình nè. Video thứ hai của mình là mới nãy nó là 12 phút. Tùy theo cái độ phân giải nữa, nếu mà cái dung lượng của cái 12 phút này nó nặng quá cả ghi á, thì nó sẽ chỉnh sửa nó lâu đó các bạn. Thì nãy giờ cũng mình cũng gần 10 phút mà nó chưa chỉnh sửa xong. Thì cái file video này mình quay tới full HD nên nó hơi nặng nên nó chỉnh hơi lâu. Thì đó, thì bài hướng dẫn của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Thì rất mong là các bạn xem sẽ giúp là ích cho các bạn nhiều trong vấn đề chúng ta chỉnh sửa video ở cái phần mở rộng của YouTube. Thì những cái tính năng rất là hay, chúng ta có thể chèn nhạc thêm nè, nhạc nền nè, rồi chúng ta có thể cài những cái hiệu ứng mà cái tích hợp YouTube nó đã hỗ trợ cho chúng ta. Thì những cái video sau mình có thời gian rỗi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau ha. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.